Băng Tiên, Xà Lát là địa bàn có diện tích đất sản xuất ảnh hưởng khô hạn lớn nhất của huyện Lạc Dương, với gần 18 hectare đất trồng lúa phải ngừng sản xuất hoàn toàn do thiếu nước. Bên cạnh đó, thôn còn có trên 30 hectare lúa nước sản xuất trong vụ đông xuân này, nhưng vẫn thiếu nước tưới. Nhân dân trên địa bàn chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nên việc đầu tư tìm kiếm nguồn nước tưới cho cây trồng còn nhiều hạn chế. Số gia đình là cái điều kiện không có đầu tư để mà tưới, nhiều lúc là cây cối nó phát triển rất chậm. Cũng mong muốn là các cấp các ngành làm sao là sang năm ví dụ là có hạn hán thì mở rộng thêm một số diện tích ao hồ thêm để mình tích nước để phục vụ cho bà con tưới trong lúc hạn hán. Thứ hai nữa là cũng có cái chương trình hỗ trợ giá và cái giống để chuyển đổi để mình tránh trường hợp như năm nay là nó bị bỏ trống một số diện tích. Trước thực tế trên, nhằm giúp nhân dân thôn Băng Tiên khắc phục khó khăn, huyện Lạc Dương đã trích trên 90 triệu đồng từ nguồn kinh phí dự phòng để đào 4 ao chứa nước với diện tích gần 800 m² và mua một máy bơm nước để chống hạn cho diện tích lúa nước trên địa bàn. Cũng từ nguồn kinh phí trên đã mua 320 kg hạt giống bắp và 150 kg hạt giống đậu đỏ để phân bổ cho 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số gieo trồng trên 18 hectare đất đang ngừng sản xuất lúa nói trên. Đây là hai loại cây trồng không đòi hỏi nhiều nước tưới và phù hợp với thổ nhưỡng khu vực này, đã được một số nông hộ áp dụng thành công. Tôi trồng 1 kg là được từ 13 đến 15 kg cái hạt. Nếu như giá năm ngoái là 55.000 kg. Thì nếu tính ra mà chúng ta trồng cái hoa màu là hơn cái trồng lúa. Nó là nó rất thuận lợi và nó chỉ có 100 ngày thôi. Lúa thì nó kéo dài nhưng mà cái này nó chỉ 100 ngày là đã được thu rồi. Đó, mà chúng trồng là chúng ta tránh cái mùa mà nếu mà trồng mà mưa nhiều quá thì cũng không đạt. Trồng bắt đầu mùa và chuẩn bị đến hết mùa mưa chúng ta trồng tiếp một vụ nữa. Với sự hỗ trợ kịp thời này đã góp phần giúp nhân dân ổn định sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp trong mùa khô hạn. Ngoài ra, ngay từ đầu mùa mưa, ngành chức năng Lạc Dương đã triển khai các giải pháp nạo vét hồ đập, nâng cấp công trình thủy lợi, đồng thời vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Mặc dù trên địa bàn huyện Lạc Dương đã xuất hiện một số cơn mưa, phần nào đáp ứng nhu cầu nước tưới cho cây trồng, tuy nhiên, việc tiết kiệm nước sản xuất trong thời gian tới vẫn cần được thực hiện. Huyện có 3 cái hồ thủy lợi chứa nước. Thứ nhất là hồ thủy lợi số 7 trên địa bàn thị trấn Lạc Dương. Đây, hồ thủy lợi thứ hai là Liêng Báo Văng, thôn Cản Nớ. Và hồ thủy lợi thứ ba đập dâng Băng Tiêng. Thì 3 cái hồ thủy lợi này hiện nay vẫn đang khai thác và sử dụng. Thế, tuy nhiên thì đối với cái hồ thủy lợi số 7 trên địa bàn thị trấn Lạc Dương phục vụ tưới tiêu cho 88 ha rau và hoa. Thế thì tuy nhiên là cái nhu cầu tưới của người dân trong những cái tháng từ đầu năm đến giờ nó rất chi là lớn. Thế thì cái van xả nước thì hoạt động tối đa. Và đến thời điểm giữa tháng 3 thì vẫn chưa xuất hiện những cây mưa nào cả. Thì mực nước ở trên các hồ đang nằm ở mức báo động. Rõ ràng vấn đề khô hạn đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên, áp dụng đồng bộ các giải pháp về tìm kiếm nguồn nước, tiết kiệm nước và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp sẽ giảm thiểu được thiệt hại do nắng hạn gây ra. Và cách làm như tại thôn Băng Tiên, xã Lát, huyện Lạc Dương cần được áp dụng nhân rộng. Ẩm thực Hàn Quốc từ lâu đã được biết đến với những món ăn lạ miệng và hấp dẫn, là kết tinh của nền văn hóa đậm đà bản sắc của đất nước trụ phú này. Với sự tương đồng về khí hậu mát mẻ quanh năm của vùng đất ôn đới, cũng như gu thưởng thức của người dân châu Á. Chính vì thế, những nhà hàng với những món ăn Hàn Quốc đặc trưng dần ra đời tại thành phố Sương Mù.